Xin chào tất cả các anh em đang muốn kiếm tiền online. Thì video này mình sẽ tiếp tục nói về ứng dụng BitToken. Bởi vì sắp tới nó sẽ public, có nghĩa là nó sẽ cho phép Việt Nam rút tiền lại rồi nha. Thì chúng ta lại tiếp tục có một cái ứng dụng là uy tín, cứ mỗi tháng chúng ta rút 100 đô gì đó tùy, từ 5 đô cho tới 100 đô tùy cái lượng khảo sát mà anh em kiếm được và cũng tùy vào cái lượng rep mà anh em kiếm được nhé. Và trong cái thời gian mà nó public như thế này, nó sẽ có một cái sự kiện diễn ra tiếp, nghĩa là đây nó sẽ thì ở đây mình sẽ dịch ra tiếng Việt này. Đấy, anh em đọc nè. Ở đây nó ghi là September 1, nghĩa là ngày 1 tháng 9 nhá. Google dịch nó lại dịch ra ngày 1 tháng 1 là không phải nha anh em. Đây thì chúng ta sẽ có cơ hội trúng 1.000 đô la cho 10 người đứng đầu, nhưng không phải là người ở Mỹ. Nghe, nếu trước giờ nó làm á thì anh em sẽ được rút tiền. Nếu như bạn ở Mỹ đúng không? Thì cái sự kiện này nó sẽ tổ chức cho những người không phải ở Mỹ, vì những người đó trước giờ chưa được rút tiền hoặc là chỉ rút chui thôi. Đấy. Và có một bạn cũng nói với mình là thông tin ngầm gì đó là có mình ở trong danh sách là top 10 người đứng đầu luôn, thì cũng được 1.000 đô mà không biết có thật hay không. Vậy đây chúng ta đọc thêm này, chúng ta vào chi tiết hơn về cái phần 1.000 đô này nhá, tại vì mình cũng hơi bị hoang mang một tí, cũng hơi khó hiểu ha. Phía dưới này anh em có thể là vô tự tìm hiểu. Thì đây mình cũng đã đọc sơ qua rồi, nó nói là 1.000 đô này nó sẽ không phải là chia đều 10 người mà là mỗi top 10 ha, top 10 người không phải ở Hoa Kỳ. Nếu như kiếm được cái điểm BitToken này, điểm POI của nó đó, nhiều nhất thì nó sẽ cho mỗi người là 1.000 đô trong vòng tháng 8 thôi. Và cái thời gian của nó này, nó sẽ ghi là August 1 đến August 31, nghĩa là từ ngày 1 tháng 8 cho tới ngày 31 tháng 8. Tất cả các người dùng ở ngoài Hoa Kỳ, nghĩa là Việt Nam cũng có nha anh em. Đấy. Nên nếu như anh em bây giờ bắt đầu chơi vẫn kịp nhá, tại vì bây giờ vẫn là cuối tháng 7 chứ chưa đến là đầu tháng 8 đâu. Nó từ 1 tháng 8 cho tới 31 tháng 8. Đấy. Nếu như anh em lên mạng mà search cái chữ là BitToken App LVT á thì sẽ ra rất là nhiều thủ thuật của ứng dụng này luôn. Trước là mình làm, hầu như là mình là một trong những người mà review ứng dụng này đầu tiên luôn đấy. Nên mình giới thiệu từ lúc mà nó chưa public á, 4 tháng trước này nha. Đấy. Thì cái video này là kiếm 25 đô cùng team là mình làm đầu tiên à. Thì trong này có hướng dẫn anh em là cách tạo tài khoản luôn. Đó, lúc đó là nó chưa public cho Việt Nam nên mình hướng dẫn anh em là cách tạo tài khoản mà nhập số điện thoại của Mỹ á. Nhưng mà bây giờ nó public rồi. Thì trong phần comment mình có ghi một cái bài là kêu anh em lúc tạo tài khoản á thì lưu ý là anh em nhập cái số điện thoại Việt Nam thôi nhá. Còn nếu như mà anh em đã nhập số điện thoại Mỹ rồi á thì trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách đổi luôn. Và mình cũng sẽ nói một cái vài vấn đề mà nó bất cập hiện tại của ứng dụng ha. Cái đầu tiên á, khi mà bạn kiếm được các cái điểm POI này rồi đúng không? Hiện tại thì mình đang có bao nhiêu đây? Nó dài quá mình cũng chả biết bao nhiêu, chắc khoảng hơn 1.000 đô gì đó. Mình bấm redeem nha. Nhưng mà hiện tại thì vấn đề này ai cũng bị, hầu như ai cũng bị ha. Thì chúng ta đang bị một cái vấn đề đó là Việt Nam chưa được phép rút tiền. Như mình nói hồi nãy á, phía app nó thông báo là đến ngày 1 tháng 9 thì chúng ta mới được rút đúng không? Hôm nay là 30 tháng 7 nên cái vấn đề này chúng ta cứ tạm thời gác qua ha, vì chưa đến ngày rút. Cái vấn đề thứ hai là không biết có ai giống mình hay không, đó là ở cái phần action này. Đó, mình vào thì nó cứ quay và không bao giờ là mình được làm khảo sát nữa. Thì cái tình trạng này mình đã bị khoảng 3 tháng rồi anh em. Bắt đầu từ lúc mình rút 100 đô tiền về đầu tiên á, sau đó thì mình không được làm khảo sát nữa. Có vài bạn nói với mình là do mình được nhiều POI quá rồi và phía app nó cũng không cần lấy cái thông tin gì của mình nữa, mà những cái rep của mình á nó lấy đã đủ rồi. Đấy, thì mình cũng chẳng biết làm sao cả, thì cái này cứ bỏ qua đi ha, không biết ai bị giống mình hay không. Thì vấn đề này dù sao thì cái POI này mình rút cũng mình nghĩ là không biết rút đến bao giờ nó mới hết được. Nên có làm khảo sát hay không thì cũng không quan trọng nữa. Đấy. Còn cái chỗ là invite friend này, nó sẽ hiển thị là cái mã code của mình. Đó, khi mà anh em tạo tài khoản á thì anh em nhập cái mã code này của mình. Thì giống như là bạn đã kết bạn với mình nhá. Đó. Và rep này nó được nhiều lắm anh em. Rep nó hình như là 10 tầng lận ở cái phần là stream này. Thì cái phần này nó cũng không hiện luôn anh em. Thì ở đây cái phần action và cái phần là stream này thì mình không sử dụng được. Còn các chức năng khác nhá, mình sử dụng được bình thường nha anh em. Rồi bây giờ đến cái phần là chúng ta sẽ đổi số điện thoại. Anh em lưu ý khi tạo tài khoản là bạn nhập số điện thoại Việt Nam nhá. Cách đây đầu tháng 6 thì nó đã cho Việt Nam chơi rồi.
nó chưa public cho Việt Nam rút tiền thôi, chứ thực sự là anh em chơi với cái thông tin Việt Nam đều được. Ở cái phần là My Profile anh em nhấn vô. Ở đây thì mình đã thay đổi rồi nhá, anh em vào thôi. Tất cả các thông tin này thì anh em bây giờ thay đổi thành thông tin của Việt Nam đều được hết, gồm tên này, họ này, email này, số điện thoại mình đã thay đổi thành số điện thoại Việt Nam rồi nhá. Thực sự là anh em thay đổi vô rồi bấm vô thay đổi lại vẫn được. Đấy, ở đây là anh em chọn cho mình là cái số điện thoại của Việt Nam, anh em ghi chữ Việt Nam cho nhanh. Đó, cộng 84, sau đó bạn nhập số điện thoại vào, bấm send code, nhập mã code vô là được. Đấy, vậy là xong, nó sẽ update ra bên ngoài là số điện thoại của bạn luôn. Còn những phần address, country, city này thì thực chất là phía app nó không nói chúng ta bắt buộc phải thêm, nên cái vấn đề mà anh em thêm hay không nó không quan trọng đâu. Rồi còn một cái vấn đề gì nữa ta? À, vấn đề mà hồi trước nếu như anh em đã từng rút tiền đúng không? Anh em rút cái 100 đô hay là 50 đô gì đó bị trừ boy rồi, nhưng mà tiền bạn nó chưa về, thì bây giờ anh em vào lại nó đã trả lại boy nhá. Vì nếu như anh em có người sẽ nhận được một cái mail nó kêu là bạn không phải là người ở Hoa Kỳ nên bạn không được rút tiền, nên nó đã trả lại boy cho bạn. Còn một cái điểm nữa đó là khi mà bạn, cái điểm boy này nè, bạn đi tuyển rep được rất là nhiều đúng không, nhưng sau đó bạn bị trừ boy nhưng nó không cộng lại cho bạn, sau một thời gian rồi nó không cộng lại cho bạn, nghĩa là những cái rep mà bạn mời á nó giống như là bạn cheat rep vậy đó, những cái rep đó nó xem như là spam và bạn đã bị trừ cái điểm boy đó đi, và cái tài khoản mà spam đó thì nó sẽ bị xóa nha. Đấy, nên anh em bị trừ là nó sẽ không cộng lại đâu. Thì đó cũng là một cái điều mà nhiều anh em đang thắc mắc ha. Rồi nếu như anh em mà còn thắc mắc nào á thì có thể là comment dưới video này, mình sẽ giải đáp nếu như mình biết nhé. Nếu như anh em thấy video này hay, đừng quên tặng mình một like nhá. Và nhấn vào cái nút đăng ký, nhấn vào cái nút chuông bên cạnh để nhận thông báo video sớm nhất từ kênh của mình nhá. Trong trường hợp anh em đã bật chuông rồi nhưng mà vẫn không thấy thông báo á, thì chúng ta hãy thực hiện lại là hủy đăng ký, sau đó bấm đăng ký lại và bật chuông lại. Vậy thì bạn sẽ reset được cái chức năng thông báo của YouTube. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn anh em ở những video tiếp theo.